rồi chúng ta sẽ đưa cát về nhà chị ơi, bán cho các bác nông dân. Chị ơi đây. Em bảo để em đổ cát về nhà. Chị sẽ xúc cái này bằng cái này lên xe nhé. À, bạn Suzy có một cái xe đẩy các em ạ. Bạn ấy sẽ đẩy, bạn ấy sẽ đổ cái đấy lên xe đúng không? Chị sẽ mang cát này về xây nhà được không? Vâng. Thế chị thử xem cái này nào. Ô, cái này hay thế. Các em ơi, đây là một cái xe mà chúng mình sẽ cho cát lên đây này. Đấy. Xong bắt đầu, đây là gọi là cái xe cút cút đấy. Đấy, xong bắt đầu đi này. Chúng ta sẽ đổ vào đây. Một xe này là 5 đồng nhá. Bạn Suzy tí phải trả chị tiền nhá. Cái này thì chị phải cao. Chị phải cao đúng không? Đây, chị để xe đây. Bà Suzy cho vào xe đẩy không đẩy giờ. Chị sẽ dùng cái này chị bóc vậy. Bóc được này. Đúng không? Vâng. Ừ, được luôn đi. Cô có thích chơi trò này không? Đó. Đúng không? Bình thường mẹ em vẫn cho em đi chơi xúc cát mà. Đấy, đây, một xe nữa nha. 5 đồng là 10 đồng. Đây rồi chị ơi. Đây rồi à? Bây giờ Su sẽ kéo xe và đổ lên trên này nhá. Đổ lên nhá để cho nó có ngọt. Chờ tí. Cát băng chưa? Cát chưa băng. Băng rồi, nào, chưa hai bạn. Phùm. Không. Để cho chị lên đây. Giống giống cái bánh sinh nhật đúng không Su? Giống nhỉ? Ủa, cẩn thận nè, nó tuột ra rồi kìa. À, chỉ có cái này chị cũng làm được cái hình nữa nhá. Thử nhá. Biết đâu là được hình đẹp ấy. À, chị em mình làm mà chiếc bánh sinh nhật bằng ô tô. Đúng không? Thế để chị đổ lên cho. Để em sẽ làm một cái clip. Úi chết. Sao được rồi, cái một xe đầy này được. Chúng ta đã không thành công rồi. Bởi vì à. Ô, thêm một cái lúi. Thêm một quả lúi đó. Đấy, xe cát ra nó phải chở nhiều như này. Xong bắt đầu bạn Su sẽ kéo về. Để đây là cát. Đây là con xe đệ hình. Đấy, nó đã di chuyển rồi, chúng ta sẽ đưa cát về nhà. Chị ơi, bán cho các bác nông dân. Chị ơi đây. Em bảo để em đổ cát về nhà. Su nhìn thấy không, một xe cát đây luôn. Và đây, chị sẽ, Su đẩy xe đấy, còn chị sẽ đẩy xe cút kít nhá. Đẩy xe cút kít, đẹp lạ quá. Đấy. Yeah, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Chơi trò này thích nhỉ? Nhá, ngày bé nhá. Bọn chị á, còn lấy cái cát để làm hang cơ. Hang cho chân vào đấy. Chị làm cho Su xem nhá. Chắc là Su không biết trò này đâu. Đây này. Đấy. Xong á, sẽ làm từ cái hồng luôn. Hít cực. Cái bé á, tí nhớ chị rút được cả chân ra đấy. Xong á, trong đấy á, chị á, sẽ cho một số con vật vào đấy. Xong rồi để nó chơi. Wow, các em ơi, thành một cái hang luôn. Này nhá, chúng mình sẽ chơi trò chơi và chúng mình có thể nuôi được các con vật ở trong này luôn. Đấy, ngày xưa bé bọn chị toàn chơi được trò này thôi. Bây giờ các em thì không mấy khi chơi đúng không? Đấy, một cái hang à, rất là sâu luôn. Em nhìn thấy chưa? Đấy, bạn Su thích không? Cái này á, xong rồi bọn chị á, hay cho các cái bạn như kiểu bé sầu các thứ vào đây chơi đấy. Wow, bị sập mất rồi. À, đây là cái hầm của chị đã bị sập rồi đấy. Su ơi, xúc xong chưa đấy? Ôi, chúng mình về đi Su đi. Chết rồi, trời nắng lắm rồi. Em đi đỉnh đầu của Su ấy kìa. Về nhanh á, không ốm và mẹ mắng chết. Chơi gì nào? Hố có đẹp đấy. Thôi, chúng mình để cái này ở đây thôi. Ngày mai ra đây chơi tiếp nhá. Wow, cái khu vui chơi này rất là thích đúng không? Chúng mình có thể ở đây chơi. Rồi. Ôi, chúng mình đi về không? Wow. Trời ơi, chú gì ném chị à? Chúng mình chị sẽ làm một cái này ở đây. Ngày mai ra không biết có đâu. Yo. Thôi chúng mình về đi Su ơi. Sách này đây. Thế chị bận rồi, sách này về thôi. Chúng mình về đây. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.